Thưa quý vị, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có một nhu cầu lớn và đặc thù về truyền thông nhằm gọi vốn, liên kết, tìm kiếm đối tác và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp của họ. Chính vì vậy, mô hình mạng lưới đại sứ đổi mới sáng tạo Việt Nam dù mới ra mắt trong năm 2022 nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn từ các start-up tại sự kiện TechFest 2022 đang diễn ra tại Bình Dương. Là một nhiệm vụ của đề án 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, mạng lưới đại sứ đổi mới sáng tạo Việt Nam hướng đến việc tìm kiếm, đào tạo và xây dựng mạng lưới truyền thông cá nhân nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương và các doanh nghiệp trong đào tạo, ươm tạo, kết nối, gọi vốn, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với quốc tế. Tôi phát động một cái dự án là về mạng lưới truyền thông cá nhân. Ở đây là tất cả các đơn vị tự nói về mình, họ kể những câu chuyện, không có ai kể về doanh nghiệp tốt hơn chính doanh nghiệp, và không ai hiểu rõ về cái hàm lượng trí tuệ sáng trong các cái sản phẩm họ rõ hơn chính họ. Và từ cái câu chuyện như thế, chúng tôi sẽ giúp họ tổng hợp lại, họ thiếu cái kỹ năng trình bày, tôi sẽ đào tạo, hỗ trợ, kết nối họ lại và phối hợp liên kết những câu chuyện đó với mạng lưới truyền thông. Với hướng đi riêng này, mạng lưới đại sứ đổi mới sáng tạo Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều start-up cũng như các đối tác là các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Cùng với đó là sự đồng hành của hơn 100 kênh truyền thông chính thống trong và ngoài nước. Mạng lưới truyền thông cá nhân và phát triển đại sứ thương hiệu thì cũng rất là phù hợp với cái định hướng phát triển của công ty trong tương lai. Nên rằng là chính vì thế thì là hy vọng là sẽ tìm được những cái đường hướng phát triển tốt nhất để phát triển được Geobuy trong giai đoạn tới, cũng như là có những đối tác chiến lược để phát triển cùng nhau, phát triển kinh tế, đưa những cái giá trị tốt đẹp nhất đối với cộng đồng. Tại TechFest 2022, dự kiến mạng lưới truyền thông cá nhân và đại sứ thương hiệu sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với INM Village, làng ẩm thực nông nghiệp và du lịch bản địa Flat, cùng nhiều đối tác truyền thông để cùng hợp tác phát triển mạng lưới đại sứ truyền thông quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ nông nghiệp, du lịch và văn hóa ẩm thực Việt Nam. Năm 2022 là năm có nhiều biến động và khó khăn đối với ngành thủy sản, nhưng nhờ sự nỗ lực kịp thời nắm bắt nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp thủy sản ở Phú Yên đã phục hồi và đứng vững. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, các doanh nghiệp thủy sản lại phải đối mặt với nhiều thách thức gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đòi hỏi phải có cách ứng phó. Tại Phú Yên, riêng tháng 11 năm 2022, mặt hàng xuất khẩu hải sản các loại đạt 9 triệu đô la Mỹ, tăng 1,2%. Con số này thể hiện sự ứng phó kịp thời của các doanh nghiệp thủy sản. Tháng đầu năm là mình xuất khẩu cũng rất là tốt, vừa được mua vừa có giá, mình có rất là nhiều mặt hàng ô cốp, nói lên là cái chất lượng của mình khá tốt về mặt xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nên làm cho người tiêu dùng và cái nguồn hàng xuất khẩu rất là phong phú. Để ứng phó với những tác động bất lợi, ngoài việc tìm kiếm thêm thị trường mới, hiện đại hóa trong sản xuất, các doanh nghiệp thủy sản Phú Yên còn tìm cách đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã giúp người lao động có thu nhập ổn định trong thời điểm không ít doanh nghiệp thủy sản phải tạm dừng hoạt động vì thiếu nguyên liệu và đơn hàng. Tháng cuối năm 2022, cái hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp đối diện với nhiều khó khăn do cái lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia ở châu Âu, Mỹ đã làm cái thị trường xuất khẩu bị thu hẹp. Một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản bị cấm biên do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chi phí logistics thì tăng cao đột biến trong thời gian qua, thiếu hụt nguồn vốn do cái lãi suất ngân hàng tăng cao và cái hạn mức tín dụng thì bị cắt giảm, nên nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Công Thương cũng đã tham mưu cho tỉnh thành lập một cái tổ công tác liên ngành. Thì cái tổ công tác liên ngành này thì sẽ nắm tình hình trực tiếp, là nắm tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, để nếu như mà thuộc trách nhiệm của các ngành thì các ngành sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp để tháo gỡ. Sắp tới cũng sẽ làm về cái vấn đề cung cấp những thông tin về các thị trường. Những tháng cuối năm, có thời điểm khoảng 80% doanh nghiệp thủy sản ở Phú Yên bị thiếu nguyên liệu sản xuất,
một số doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, làm chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá thành sản phẩm cũng tăng theo. Để đáp ứng kịp thời đơn hàng cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, trong điều kiện nguồn lao động bị thiếu hụt, các doanh nghiệp thủy sản cũng đồng loạt tuyển thêm lao động mới và tổ chức làm thêm giờ để tồn tại và phát triển bền vững.